Áo gì con? Áo này yêu mướt. Đi được. Bà cho con. Của bà cho con hả? Bà cho con rất là đẹp mướt. Rất là đẹp luôn hả? Chờ cha chứ. Chứ. Ờ đúng rồi, đi vô. Mình đóng cửa lại. Dạ xin chào quý ông bà cô chú anh chị và khán giả kênh Khương Dược Con. Khương Dược xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Hả? Ừ dạ, kéo cao lên. Dạ quý ông bà cô chú anh chị thân mến, số là trà sữa được cô tặng cho. Hả? Con đeo đi, con đeo bên hông đi. Ồ. Đặng tặng cho một cái áo mà trà sữa. Nè 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 nè, đeo đi, đeo đi. Trà sữa thích, rất thích cái áo này. Mà chiều giờ trà sữa đi thăm hoài mà nó không khô. Để trà sữa mặc. Thế Thương đâu rồi, con đem cái áo lên cho ông bà cô chú anh chị cùng xem coi. Mặt kia. Mặt kia kìa, mặt kia mới thấy được cái áo. Cái áo này có gì đặc biệt mà con khoái dữ vậy? Hả? Con tư tưởng mẹ và chị chứ. Tư tưởng hả? Con thích cái áo vậy hả? Trời ơi. Thích đổi màu vậy đó. Cái này hôm qua cô anh gửi tặng cho trà sữa nè. Mà sáng mẹ Ngọc mới phải giặt ra rồi mới cho mặc. À, giờ chuẩn bị giờ ngủ mà qua thăm để con thăm cái áo con khô chưa? Khô chưa con? Hả? Khô chưa? Khô chưa sữa? Khô chưa? Tội nghiệp quá vậy. Sao con thích cái áo này vậy? Hả? Nhưng con chỉ mà chưa chứ thôi. Con nghiệp đời đen. Sao? Làm vậy. Con cái chứ. Con cứ làm vậy. Sao hả? Con thích cái áo này đổ màu vậy hả? Con thích màu xanh dương. Còn kia màu, à còn kia màu xanh lá cây hả? Con khoái vậy hả? Đây con chị. Trời ơi cái áo đẹp đó. Mê quá mê, thấy thương quá. Đâu có được, khô chưa? Cho thử coi. Ôi còn ướt, còn ỉ lắm. Không. Hả? Hả? Ngồi đợi hả? Trời con bạn ngồi bà đợi không? Thấy thương quá. Để con hai giữ cho sáng rồi. Để con hai đợi cho con. Tội nghiệp quá. Chiều giờ đòi mặt. Mà ướt nhẹp à, mặt vô là ngứa, bệnh luôn á. Mai khô. Chưa khô, sáng mai khô vậy cho lấy cho mặt cho con nha. Máng lên nha con. Ha. Nha. Ngồi đợi hả? Giờ cha con ngồi đợi hả? Giờ đi ngủ rồi. Về đi ngủ đi. Kìa kìa bông minh bắt con đi. Bắt cây con đi. Cái gì vậy? Con ba sợ quá hả? À, ai? Đó, giờ mặt không được đâu. Đó giờ có kiến đưa bông minh máng lên đi. Đưa ba máng lên lại không kiến nó cắn. Kiến nó cắn á. Nha rồi về ngủ đi, mai khô rồi mặt nha. Ướt súng à. Rồi sao con thích cái áo này vậy? Xưa giờ con chưa bao giờ thích một cái áo nào như vậy á. Thích cái hoa văn. Đúng là nít. Để tới khi nào khô hả? Đứng đây chờ khô đi. Ha. Ừ. Ha. Ừ. Nói cha ở đây chờ khô rồi mặc ha. Quán tù xe đi. Quán tù xe. Quán tù tìm ra cái gì? Ra cái này. Không kéo. Nào lại này. Quán tù tìm ra cái gì? Ra cái này. Rồi đem nhà bao mình máng cái áo lên đi. Lấy cái này chưa khô đâu, ướt nhẹp con gờ vô thôi, con ẩm ịn vô má rồi, con ịn vô má rồi. Ướt mẹp mà, con ịn vô má đi. Còn hãy con xách áo về bển đi, con vuốt vuốt chơi xíu rồi mình máng lên rồi mai khô mặt ha. Mẹ chó rồi, chó. Đi thôi mình xách về bển đi. Đi. Đi đi, mình xách về bển. Đi đi con. Đi xách về nhà mình vuốt vuốt ha. Rồi mai khô nặng nha. Rồi đi 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 về nhà. Đi. Đi nè. Chiều giờ canh hoài cái áo này. Đi qua lại canh hoài không khô. Nãy mới giặt. Thôi đi đi con. Rồi đi về bển. Hỏi ba Minh đi, ba Minh coi giùm em. Cứ ba Minh giùm coi giùm, đừng đến. Ba làm cho khô rồi tí nữa rồi sang mặc nha. Nha. Yeah. Mà mình máng lên quạt. Cảm ơn ba Minh. Khi nào khô ba mang qua cho. Ha. Cảm ơn ba Minh.
Chào ba Minh. Chào ba Minh. Chào con Hai chưa? Chào con Hai sức khỏe. Sao con mê cái áo đó rồi dạ? Khoan để con đi ra, cha đi ra con đóng cửa lại nha. Hả? Tìm con làm cái gì? Nói vậy. Rồi đóng cửa lại đi con. Tội nghiệp con gái chua quá à. Chị mới đi qua thăm cái áo nữa. Không phải ba nghĩ ba mình làm xong rồi. Đây con đã xem cái em chơi cái áo rồi vậy con. Con về rồi nha. Cái áo chưa có khô mà con. Đây con xem nó. Chưa. Khô chưa? Ba mình mới xử lý mà. Đây con xem nó khô chưa nó. Đây con chưa. Con coi. Mới qua đây mà. Trời ơi. Chiều giờ á. Con nhiều đó thôi đúng là nít thiệt. Mê gì lắm, mê dữ lắm. Lạnh quá tí. Nhẹ thôi, để em ngủ. Vừa mới về mà qua liền sao tu được. Rồi sao? Chào ba Minh. Chào con Hai. Chào con Hai. Đi về ngủ hai, sáng mai qua nha con. Sáng mai là nó khô à. Ha. Ha. Sao không bê áo đó vậy? Hả? Nhìn mình người lớn mình còn thích. Thì mình có cái áo đó thì mình sẽ coi như là có được hai cái, nó thay đổi vậy đó, coi như được hai cái. À, cho đi ra. Hôm nay mặc áo xanh dương, mai mặc áo xanh lá cây. Coi như được hai cái áo thích. Để bóng cửa đây lại luôn. Giỏi quá. Thôi mai qua thăm ha. Mai năm sáng dậy, sáng dậy ta thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi mẹ sẽ thay áo đó cho con nha. Hả? Đừng làm gì vậy? Con làm chó đi. Con làm chó ơi. Cho làm mèo. À, con làm chó cho làm mèo ơi. Ồn. Sữa. Sữa à. Nó bự rồi nè. Sữa làm chó đi. Sữa làm chó sao đâu. Đừng. Nhìn nó to nè. Nhìn con một thể đây. Ơi. Sao con lấy đồ thu thả vậy? Con đeo vô coi. À, thôi dây cha tắt nha. Thôi cha tắt đó, không được, hư của cha. Sữa, đây cha tắt. Đưa đưa mẹ tắt đây. Đưa mẹ tắt đây, mẹ tắt đây mẹ. Thế Vĩnh chào ông bà cô chú rồi kìa con. À rồi. Thôi giờ thôi thôi chào tạm biệt quý khán giả nha con. Sữa ơi. Sữa ơi, chào tạm biệt ông bà cô chú nha con. Ê con nghĩ là hôn rồi. Hả? Đeo cái này vô, đeo cái này vô mới đi được nè. Kêu mẹ đeo vô cho. Tưởng con đi khô đâu con. Để con xoa xe. Hả? Để sáng mai mới khô. Cậu tôi đóng cửa lại rồi đó. Cậu tôi đóng cửa lại rồi đó. Tôi đóng cửa rồi. Thôi đừng có buồn. Đừng có buồn, cái mỏ nó dài quá. Con muốn tắt. Con tắt. Con muốn tắt đi hỏi. Con rồi. Rồi thôi chào tạm biệt nha. Chào ông bà chú nha. Rồi. Bây giờ con sẽ đi cà phê. Thế Vĩnh chào rồi con.
Dạ cảm ơn, xin chào và cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi video của Thương Dược Con hàng ngày. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt, bye bye.